Vâng, em xin mến chào các bác ạ. Thưa các bác thì cái bông hạc đỏ của em hôm nay nó nở rồi. Nay vừa đi làm về ăn cơm xong lên thăm vườn hoa thì nó đã nở rồi. Em xin cầm cái máy tranh thủ quay giới thiệu và chia sẻ đến với các bác. Những bác nào mà quan tâm đến cái bông hạc đỏ. Đây, xin thưa với các bác nha. Là với chậu cây yếu, với chậu cây yếu mà nó ra cho em được một cần hoa, trong đó thì có 9 bông. Thì cái bông ở dưới này, đây cái bông cuối cùng đây thì bị đuôi rồi các bác. Bị đuôi nha. Còn lại có 8 bông luôn. Thì bác nào mà quan tâm đến cái bông hạc đỏ thì em xin giới thiệu để các bác cùng chiêm ngưỡng. Chậu cây thì mới có 2 thân yếu nhá, mới sưu tầm cách đây được tròn 3 tháng các bác. Tròn 3 tháng. Sau khi em quay cái video này đến mai ngày kia ngắm 1-2 ngày nữa rồi em phải cắt cắt hoa nó đi để cho nó dưỡng cây thì các bác. Đây là bông đầu tiên này, bây giờ em xin lở và quay tiếp cho các bác xem bông thứ hai. Đây là bông thứ hai các bác nha, bông thứ hai hạc đỏ, hạc đỏ. Đấy, em cố gắng là quay rất nét để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Còn cái bông này nó ra trên một cái chậu gồm có 2 thân nhỏ, mỗi thân có 3 lá, 3 lá mà các bác xem. Sau 3 tháng em mua về cái cần ấy, cái cần măng, cần hoa của nó là nó mới được có 5 sen. Bây giờ nó đã có hoa trổ bông và nó ra cho em hai cái măng này. Hai cái măng này cao khoảng trên 10 sen rồi nhá. Đấy. Các bác thấy hiệu quả không ạ? Quá hiệu quả đúng không ạ? Hai cái măng cao 10 sen rất to lực. Và đây là cần hoa, cần hoa của bông hạc đỏ nha. Em phải tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh, chụp vừa quay vừa chụp. Hạc đỏ này, nói chung là khá ưng ý, khá đẹp các bạn. Rồi thôi em xin chào các bác, xin quay giới thiệu chia sẻ đến với các bác quan tâm đến cái bông này rồi, hạt đỏ mới nở được 2 bông, 2 bông. Đấy, xin các bác bình luận cũng như là đánh giá từ cái màu sắc, độ phân cần và cánh hoa, lưỡi hoa. Riêng em thì không ưng ý mấy cái hai cái cánh đỡ tơm này, hai cái cánh đỡ tơm. Nhưng mà đúng là hạt thật các bác ạ. Và rất là khéo léo, rất tài tình cho những người mà đặt tên của cái bông này. Em xin quay chiều ngang. Đấy, về nga cánh bay. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.